Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với xe 2TG. Video này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe cũng như tổng bánh cho chiếc xe Mitsubishi Xpander cho cả 4 phiên bản, từ bản Cross, bản Premium, bản Eco và bản số sàn. Khi mà sang tháng 4 này, chiếc xe Xpander cả 4 phiên bản này nó được tăng cường thêm khuyến mại em nhá. Chiếc xe Xpander nó thuộc phân khúc của dòng xe MPV đang cạnh tranh liên tiếp, đó là chiếc xe Toyota Vios, Toyota Avanza, Suzuki X7, Honda BRV hay là rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam ạ. Ok, đi vào chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross ạ. Với giá miết của chiếc xe là 698 triệu. Sang tháng 4 này thì đại lý chúng ta đang bán với giá đang là 649 triệu ạ. Ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trải trần da và sơn phủ gầm ạ. Vậy thì chiếc xe Xpander bản Cross này giá nội đang là 755 triệu. Còn tỉnh thì 722 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì 736 triệu. Và ở Thế Minh thì đang là 741 triệu ạ. Còn anh một giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium ạ. Với giá miết của chiếc xe là 658 triệu. Sang tháng 4 này thì đấy chúng em đang bán với giá đang là 610 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 48 triệu tiền mặt và tặng cho anh em của phim cách nhiệt, trải dàn da và sơn phủ gầm ạ. Vậy thì chiếc xe Xpander bản Premium này giá nó đang là 711 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 679 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì 692 triệu. Và ở Thế Minh thì 698 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất là như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để một thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động, bản Eco ạ. Với giá miết của chiếc xe là 598 triệu. Sang tháng 4 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 555 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Eco này giá nó đang là 649 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 618 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì 630 triệu. Và ở Thế Minh thì 637 triệu ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí trường bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn ạ. Với giá miết của chiếc xe là 555 triệu. Sang tháng 4 năm 24 này thì đấy chúng em đang bán với giá đang là 521 triệu ạ. Ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trải trần da và sơn phủ gầm ạ. Vậy thì chiếc xe Xpander bản số sàn này giá nó đang là 610 triệu ạ. Còn tỉnh thì 579 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì 591 triệu. Và ở Thế Minh thì 599 triệu ạ. Ok, vậy dạo này giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander cho cả 4 phiên bản. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Với dạo này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì hôm nay đăng ký kênh em nhá. Để em sẽ cập nhật về giá xe, tổng dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe.